âm thanh trong phong thủy. Tiếng ồn là sát, tiếng động lặp đi lặp lại cũng là sát, ảnh hưởng lớn đến tinh thần của bạn. Âm thanh hay tiếng động lớn nhỏ thường xuyên gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bạn, gọi là thanh sát. Phong thủy tốt xấu phụ thuộc vào âm thanh mà ngôi nhà bạn thường xuyên nghe. Những khu nhà giàu thường hiếm khi có hiện tượng này và rất yên tĩnh. Không gian sống chất lượng sẽ không có tiếng ồn khó chịu. Tiếng ồn được phát ra từ tiếng hàng xóm, tiếng nước chảy, tiếng xe cộ, tiếng máy giặt, tiếng tủ lạnh, máy lạnh và đặc biệt là tiếng loa của hàng rong. Bản thân Khải Toàn là người dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nhưng đa phần các nơi ở đều ảnh hưởng, nên phải cố gắng làm quen. Khi ta khó chịu, tâm ta sẽ bất an, không còn khoảng trống cho an lạc. Loại thanh sát khó chịu nhất nhưng không thể loại bỏ trừ khi bạn rời nhà đi nơi khác sống, đó chính là tiếng ồn từ hàng xóm. Không may ở nơi gần các vị hàng xóm quá ồn ào, thường xuyên lớn tiếng, thường xuyên hát karaoke hoặc mở nhạc quá to là một điều vô cùng khó chịu. Rơi vào hoàn cảnh này, đầu tiên là xử lý cách âm ngôi nhà của bạn. Tiếp theo là nhẫn nại, góp ý nhỏ nhẹ với hàng xóm của mình. Hàng xóm khó chịu thì ta chịu khó. Ngoài ra, không có vật phẩm hay cách nào có thể hóa giải loại sát khí từ tiếng ồn này cả. Nếu bạn sinh mùa xuân hè cần kim thì mỗi sáng gõ vào chiếc chuông đồng. Nếu sinh mùa thu đông cần mộc hỏa thì mỗi sáng gõ vào chiếc mỏ mộc. Vì tiếng chuông đồng, tiếng chuông của nhà thờ là thuộc kim, tiếng của mỏ thuộc mộc. Tốt nhất nên sống trong môi trường yên tĩnh khi nghỉ ngơi và sống chan hòa với hàng xóm láng giềng. Cửa chính đối diện thang máy. Liêm đao sát là sát khí tương đối hung, giống như lưỡi liềm cắt xuống. Khi cửa chính nhà bạn đối diện với thang máy, thang máy đóng mở tạo thành sát khí cho những người sống trong nhà. Đây gọi là cách cục liêm đao sát. Khải Toàn khuyến nghị cho trường hợp này, đầu tiên dùng bình phong hoặc một tủ cao chắn lại. Tức khi bạn mở cửa vào nhà sẽ thấy có một vật cao lớn chắn khí từ bên ngoài vào. Bạn có thể treo thêm một kim bài bằng đồng Thái Sơn Thạch Cảm Đương hoặc là kim bài Thiên Quang Tứ Phước. Các kim bài này nên được khai quang sái tịnh. Có những trường hợp hiếm hoi không kỵ khi ở nhà loại này. Nếu sinh thần bát tự của gia chủ cần canh kim thì đối diện với thang máy không được xem là hung, vì thang máy được làm từ kim loại, có thể bổ sung cho người cần canh kim, rất phù hợp cho gia chủ có dụng thần cần kim. Ngoài bác sĩ, thợ may cắt tóc làm về nghề dao kéo. Còn lại không nên ở nhà đối diện thang máy. Không nên ở gần nghĩa trang. Từ xa xưa, con người tách rời giữa âm trạch và dương trạch nhằm mang lại cuộc sống an ổn. Những ai sống gần nghĩa trang thường xuyên không tốt. Nghĩa trang là đất của người đã mất, nơi linh giới tồn tại. Không ai cảm thấy thoải mái khi nhìn từ cửa sổ nhà mình ra là hàng dài nghĩa trang, hàng dài những ngôi mộ, nhất là vào buổi tối. Xét từ góc độ phong thủy, Khải Toàn không khuyến nghị sống gần nghĩa trang, trừ khi người nào đó hành nghề bất chính hoặc làm việc trong nhà tang lễ. Vì tâm lý con người là một loại phong thủy, khi bạn vui vẻ, sinh khởi nhiều ý tưởng, khi bạn mụ mị, hành động thiếu sáng suốt. Nếu ngày ngày đều nhìn thấy hoặc ngày ngày đi ngang qua khu mộ thì ít nhiều tâm lý đều bị ảnh hưởng, có phần bất an. Vì thế, những ngôi nhà gần nghĩa trang đều không được xem là tốt, không nên ở.